Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì nếu mà các bạn đang chán những tựa game về cày cuốc, về simulator trên Roblox, muốn kiếm một tựa game nào đó chủ yếu là để chill ha, để chơi thư giãn, giết thời gian, thì hôm nay mình sẽ review với các bạn một cái tựa game mình vừa phát hiện và trải nghiệm vào ngày hôm qua. Tựa game này có tên là Farming and Friends, link game sẽ để bên dưới nha. Một cái tựa game mà các bạn sẽ trở thành một người nông dân chính hiệu. Và cái này là nông dân nước ngoài nha. Vì Việt Nam mình đa số là làm theo cái cách truyền thống, các bạn không có máy móc xịn như nước ngoài đâu. Ở trên đây giao diện nó có chúng ta những cái nơi mà bạn cần phải lưu ý. Đầu tiên là Relay. Các bạn có thể tích tiền, làm lụng kiếm tiền. Tiền thì sẽ hiển thị ở trên góc trên ha, hoặc góc phải này. Mình đang có là 3.750 tiền. Mới đầu vô nó sẽ cho các bạn một hướng dẫn. Nhưng mà bây giờ thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn luôn. Cái đầu tiên là cái Relay nè. Các bạn có thể dùng nó tích tiền mua những cái nhà, những cái gara, những cái xích lô. Mua nhà nè, mua cái đồ cho con thú bạn ăn, có nuôi thú đó nha, có nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt gì nữa. Rồi hang đào trang trí nè, field, field tức là những cái slot mà các bạn thể trồng thêm như được hạt giống. Về cách chơi thì nếu bạn nào chơi Lumber Tycoon nó cũng giống như vậy, nhưng mà Lumber Tycoon là chủ yếu về chặt gỗ thôi, còn cái này về làm đồng ha. Cái thứ ba đó là cái farm detail, whitelist những cái người chơi khác để những người chơi khác có thể sử dụng những công cụ trong cái farm các bạn, hoặc là blacklist những thanh niên nào mà vô phá đám á, các bạn thể blacklist họ ha. Tiếp theo nữa là Farmer Club, tức là những cái danh hiệu mua một tuần bao nhiêu nè, mua một tháng bao nhiêu nè, sẽ có những quyền lợi cho những người Farmer Club này. Thì đó là toàn bộ những cái mà bạn nên biết ha. Và một cái nữa quên nhắc, đó là mình có thể mở rộng nông trại của mình ra bằng cách là bấm vào Create nè, bấm vô Land. Thì khi nào bạn có đủ tiền á, bạn mở rộng cái nông trại của mình ra, mua 1.000 tiền, 1.000 tiền, rồi 3.000 tiền vân vân, 75 Robux. Các bạn càng mua nhiều thì bạn sẽ có càng nhiều chỗ trống để các bạn có thể xây thêm nhiều cái slot trồng cây nó nhiều hơn. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn sơ sơ về những cái nó gọi là công cụ đúng không? Đây mình có một cái xe đẩy nè, mình có một cái xe. Cái xe này gọi là một cái xe kéo ha. Cái này gọi là một cái seeder, tức là đổ hạt giống vô. Cái này là một cái máy cultivator, nó gọi là máy xới đất nhưng mà xới đất nhuyễn ha. Ở bên xa xa đằng kia chỗ mũi tôi đang chỉ có một cái máy nó gọi là plow, plow machine. Cũng là một máy xới đất nhưng mà chỉ là xới đất sau khi các bạn thu hoạch mùa vụ thôi. Ở đây á, là một chiếc xe, xe này gọi là xe harvester, tức là xe thu hoạch. Bây giờ mình sẽ đi tới cái store cho bạn coi nhé. Farm coal nè, farm coal ha, animal store và vehicle store sẽ nằm hướng dưới. Do là mình vừa thu hoạch xong cái đợt mùa kia ha, hết hạt giống rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tới cái farm coal để mua hạt giống mới. Đây là cái nơi các bạn mua hạt giống và mua xe nè. Còn xa xa đằng kia ha, chú ấy cầu là nơi các bạn có thể bán và mua những con động vật, mua gà, mua bò vân vân. Đây là farm core nè, vô farm core ha, có rất nhiều hạt giống luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có lúa mì, có bắp, có gạo nè, có mía nè, khoai tây, bắp cải, cà rốt và xoài à. Chắc vậy. Thì các bạn hãy coi ở đây nhé, đây là cái giá mà các bạn có thể mua nè. Quýt là rẻ nhất 100 tiền cho một cái túi hạt giống 50 hộp, và mắc nhất là potato, à potato 120.000 tiền cho một túi hạt giống 50 hạt. Thì bây giờ mình có 3.750 tiền đúng không? Thì mình chỉ đủ tiền mua cái rice seed thôi. Đem lại đây ha. F là drop nè, thả xuống nè. E rớt rồi. Để lên bàn mới được nha. Nó giống lumber vậy. Bấm E. Rồi, tôi sẽ mua cái hạt giống này với giá 2.000 tiền. Ok. Mua xong ha. Lấy nó. Đi ra ngoài. Thì ở đây mình có cái xe nè. Xe kéo ha. Mình sẽ để xuống. Ok. Thì nếu mà khi các bạn có nhiều tiền á, các bạn sẽ nâng cấp cái phương tiện mình lên bằng cách là đi qua bên cái vehicle store này. Nó phân ra rất nhiều cái công cụ phương tiện khác nhau ha. Tractor, tractor như mình nói là xe kéo, cái xe mà các bạn có thể móc những cái vật dụng vô để cào, để cuốc, để gieo hạt vân vân. Harvester là cái xe mình vừa hồi nãy á, cái xe mà để thu hoạch những cái lương thực khi mà nó chín. Cái plow là cái cày, cày bừa cuốc các bạn. Mục đích làm gì? Mục đích làm cho đất các bạn nó tơi xốp. Cultivator nó cũng giống như là cái plow, nhưng mà nó sẽ xới nhuyễn. Seeder là cái máy để gieo hạt. Trailer là một cái móc kéo các bạn. Cái móc kéo là giống như là cái xe mình để cái thùng hạt giống vô ha. Truck là xe tải. Xe tải này thì giúp các bạn di chuyển thôi, mình nghĩ là như vậy. Khi mà bạn có càng nhiều tiền thì bạn sẽ mua được những cái cỗ máy mới, những cái xe mới, những công cụ mới. Nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn. Tại vì ở đây nó có số lượng nè. Những cái xe cơ bản nó cho các bạn á thì chỉ kiếm được 50 thôi. Rồi, công việc đầu tiên á là các bạn sẽ đem cái thùng này vô ha. Đây là thùng hạt giống nè. Đem cái thùng hạt giống này vô để chúng ta ở đây chữ V nè là field seeder ha, đổ hạt giống này vô cái máy gọi là máy seeder, cái máy dùng để thả hạt giống lên nha, lên xe nha, ở nút X các bạn, X để mình tháo này ra. Công việc đầu tiên đó là các bạn phải dùng cái máy nó gọi là flow,
Claw Machine. Lại gần nữa ha, bấm X vô. Cái máy này gọi là cái máy xới đất, cái tool xới đất. Xới đất ở dạng thô nha. Các bạn chỉ việc lái xe nè, đi qua thôi. Thì nó sẽ xới cái đất các bạn lên ha. Nó làm cho những cái dưỡng chất ở trong đất, ở cái mùa cũ á, nó bị tưới nước, nó bị ngấm xuống dưới á, làm cho nó tơi lên. Rồi, như vậy là xong ha. Xong công đoạn flow đất. Flow đất nghĩa là xới đất. Xong bấm X ra nè. Công đoạn thứ hai là chúng ta sẽ đi vô cái máy này. Cái máy gọi là cultivator ha. Bấm X để hít nó vô. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi qua cánh đồng này một lần nữa để cho nó xới đất nhuyễn. Cái này theo nước ngoài người ta ghi á, nó gọi là repair các bạn. Repair for a crop. Nghĩa là chuẩn bị cho một cái mùa vụ mới ha. Phải làm theo thứ tự nha. Không làm theo thứ tự thì mình sẽ không có thể gieo trồng được đâu. Sau khi mình sử dụng cái máy cultivator này xong thì mình sẽ tiếp tục tới công đoạn thứ ba là đi tới cái máy seeder nè. Cái máy seeder, cái máy gieo hạt nha. Nhớ là phải hạt giống bên trong. Thì cái máy cơ bản mà, cho nên nó chỉ chứa được một túi thôi. Một túi là 50 hộp nha các bạn. Mới đầu vô game á thì những cái gỗ máy này nó nằm ở trong nhà nha. Các bạn phải vô, các bạn hít nó ra. Rồi, bây giờ thì mình chỉ đi gieo hạt thôi. Cái máy seeder là một cái máy khá là tiện lợi. Rất là easy ha. Thả hạt vô. Sau khi mà gieo hạt xong á, thì công việc cuối cùng là bạn chỉ chờ thôi. Cái cây xanh xanh nó đang chạy nè. Giống như loading ha. Nó loading lên 100%, tức là những cái lương thực các bạn, những cái hạt giống bạn gieo nó sẽ chín. Và khi đó các bạn có thể thu hoạch. Thì nó vừa hiện thông báo nữa các bạn. Crop growing too slow. Nghĩa là khi có trời mưa á, thì hạt giống các bạn nó sẽ nhanh hơn gấp đôi. Bình thường nếu mà trời không mưa, trời nắng á, thì có vẻ như là cây lúa này nó sẽ chín trong vòng khoảng 10 phút. 10 phút online trong game nha. Còn khi mà có mưa thì sẽ chín trong vòng 5 phút. Nghĩa là những cái cơn mưa này nó sẽ giúp cho cái lương thực các bạn thu hoạch nhanh gấp đôi. Trong khi chờ nó chín thì mình sẽ đi vòng vòng ha, mình coi những cái người hàng xóm của mình, những anh nông dân hàng xóm của mình á, họ đã xây dựng cơ ngơi của mình như thế nào rồi. À, bên này chúng ta vẫn có một cái nơi mua hạt giống nè. Cái lỗ lỗ này là cái nơi bán nha bạn. Lát nữa mình sẽ thu hoạch cho bạn xem. Rồi, sắp chín rồi. Mình sẽ kết nối cái xe tractor này ha, với lại cái đồ trailer, tức là cái đồ hít. Sau đó nó chín rồi nè. Khi mà nó chín á thì nó sẽ hiện ra một cái xe như vậy. Các bạn sẽ dùng cái xe harvester và các bạn chỉ việc chạy ngang qua những cái ô đất thôi. Xe này á là xe cơ bản ha, cho nên sức chứa chỉ là 50. Chạy qua nè. Rột 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 ha, đi thu hoạch thu hoạch. Do đó thì nếu sau này cánh đồng các bạn nó lớn, các bạn phải thu hoạch nhiều lần, hoặc là các bạn mua cái đồ xịn hơn thôi. Rột 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 rột. Ok, xong. Như vậy là một mùa vụ mình đã trôi qua rồi. Và bạn thấy ở đây nè, bên góc trái ha, có một cái nút là toggle pie, nút R. Để làm việc đó ha, các bạn sẽ chạy lại cái trailer này, bấm R. Cái ống nước sẽ đưa ra ha, và nó sẽ nhả những cái sản phẩm các bạn vô cái trailer này. Các bạn sẽ lái cái xe này ha, cho cái trailer này nó nằm bên trên cái nắp. Đó, thì nó sẽ tự động bán và tiền sẽ chui vô tài khoản của mình. Bây giờ số tiền mình đang có là 4.100 tiền. Ok, thì đó là toàn bộ cái quá trình của một người nông dân họ sẽ làm. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với xe đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.